năm sáu ngày là cái gì vậy cái thằng khứa nào nó bóp kèn kìa. Thánh thần cha mẹ luôn, làm tôi hết hồn hết trơn à. Tao mà chụp không kịp chắc mày lọt cái tổng dưới luôn rồi đó. Mém xíu nữa má. Ủa mà ai chứ quen nhỏ nãy quen nha. Nhỏ nãy phải không? Ừ. Ê mày đẹp mày nói tao cũng để ý đó nha. Cũng chút con bà Sáu đúng không? Ối lộn, chút con bà Chín đúng không? À mẹ Chín thằng kia hả? Ừ đúng rồi, mày nói cũng nhớ. Chút con bà Chín ở dưới quê nó đi trốn lính. Ủa lộn. Má, con chút con bà Chín ở dưới quê nó hay thắc bính. Đúng rồi. Thằng nhỏ nó đá, nãy cái đầu đó kìa. Giờ chút lên thành phố mặc cái áo nơi thành phố. Mà bà nó xàm quá ơi. Không thấy đâu. Nó đó, nhưng mà nó đi thằng nào chở nó kìa. Chín nào? Chín ơi. Chín nào? Nó có nhà không vậy trời? Ê, má ơi, hết hồn cho cái gì trời? Cái gì? Thánh thằng ơi, cái gì? Chính nào? Cái nhà gì mới đụng cái mục mẹ nó rồi trời. Chính ơi, có nhà không chứ? Chính đâu? Mẹ Chính đâu rồi trời? Chính ơi. Bà nội bà có sao mà, ba hai chồng mà thấy cái mở cửa Chính đang quát mà. Ê, mới làm gì vậy? Rồi sao không thọt tay vô mở cửa, mày làm gì vậy? Ủa, không có phá hả? Không. Nè, đây nè. Đó là mở cửa là đi vô. Yeah. Rồi mắc gì chèo cho gớt gặp của người ta vậy? Ai biết đâu. Nó mệt quá. Chính ơi. Rồi chạy. Trời ơi bà nội. Kêu muốn ghét con họng luôn nha. Gì vậy? Tôi làm gì với nhà kêu ghét con họng luôn mà không nghe vậy? Ờ. Ủa sao tường nhà của tao nó thấp dữ vậy trời? Đó. Thôi thì bể mẹ nó rồi. Không hiểu quá làm bể rồi. Mày bắt mày làm gì vậy? Bẻ tường nhà tao vậy? Ta lên tường, ta lên 5-6 tấm, ta lên chục tấm gì đi mà tự nhiên cái lên gì đâu mà mới đụng nhẹ vô cái nó đụng gời tay chân hết trơn. Xây xi măng dởm. Mà bắt gì mà má xây xi măng dởm tao mới đụng cái gớp. Tôi kêu bà nói cả nhà tôi chính nè, mở cửa mà tôi kêu hoài không nghe, tưởng nó bà bị cái gì trong tay rồi. Tưởng nó bà bị gì tôi mới trèo ngào vô mới đụng nhẹ cái chọt con tay vô cái rễ. Má ơi, tao nghe tiếng hai má mà đi toilet ra không kịp luôn á. Thì nghe tiếng kéo quần nó chạy ra cho kịp đi. Trời đất ơi, chưa kịp rửa lấy gì kéo. Bảy bà. Mày ngồi chỗ đây chính đi. Hỏi. Hồi nãy con chúc con bà nó đi với nào không? Nào. Đi đâu? Con tao làm gì đi với nào? Hồi nãy con mày cầu nè. Trời ơi, má ơi, chạy chiếc xe đẹp đẹp gì nữa nè. Có ngày hả má? Có ngày đi đây đó. Mà cái thằng đó nó thấy luôn mặt nó hơi nhìn hố. Mặt nó không được. Không thể mà vô côn á, cô hồn á. Má mẹ. Cô hồn nó chạy gì đó. Ăn nói gì xàm. Con tao nghĩ sao thì con tao mà đi chơi với mấy thằng đó. Con tao nó ngoan lắm, đi học giỏi vậy. Trời ơi là trời, nó nhận giấy khen, đi học nhận giấy khen đàng hoàng, nghĩ sao mà mình đi chơi với mấy thằng đó. Không lẽ bây giờ tôi nói không tin má, không lẽ bị chuyện con mà chuyện má gì lộn ai rồi, má ơi khỏi đi, nhìn lộn ai rồi đó. Nhìn lộn ai rồi, chỉ hai con mắt không nói gì, mày bốn con mắt mà. Bốn con mắt, tám cái lỗ tai, chín cái miệng. Bốn con mắt này nhiều khi đi khám cái là tám con. Ở đâu tám cái lỗ tai, chín cái miệng với mẹ. Bốn cái lỗ tai, hai cái miệng. Ờ, hai cái miệng. Đi khám đi, hai bốn mắt đi ra khám ra là đeo thêm bốn con mắt nữa. Đi cộng người ta nghĩ sao vậy con, hồi đó giờ là con nó rất là ngoan. Đi chơi đó còn phải xin mẹ nữa mà nghĩ sao mà đi chơi với thằng nào nữa, phải bà. Ê, chắc đi chơi với dám xin mẹ dữ lắm trời. Ôi, tánh tôi thì không có nhiều chuyện mà ơi, thấy nói vậy thôi chứ tôi không nhiều chuyện mà công nói tôi, chúng chửi tôi. Thì nói tôi nào không có nhiều chuyện, nói cho bà nghe thôi, chứ không nhiều chuyện má. Nói chị em chơi thăm với nhau mới nói cho bà gọi là hả, bà không ngu á. Đẻ con gái như là hũ mắm treo đầu giường, không biết nước một cái nước nào mà mắm cái hũ lên. Mà mắm cá linh hay là mắm màu hóc nữa. Bà ấy cái hũ đây là miệng mẹ thúi nè. Ba má tôi nói vậy thôi chứ không có nhiều chuyện đâu má. Đừng nói tầm bậy tầm bạ nha, ngại không nói có nha. Con tao tôi nói rồi, gọi là con tao nó rất là hiền, nó rất là ngoan. Không bao giờ mà nó tụ tập ăn chơi đi chơi trai kiểu đó đâu mà đừng nói tầm bậy tầm bạ. Mặc cái áo thì mà nó xẻ muốn tới háng luôn mà. Má gì mà xẻ? Hả? Nó đi ra đường là mặc kính cổng cho tường, nó kêu cho tao cho nó bằng đồ bộ. Còn đi học là mặc áo dài đàng hoàng. Thì đó trong nhà nó mặc đồ bộ. Thọt chân ra đường thì khoảng 5 mét thôi nó lộn đồ bộ ra. Mặc váy không được. Cái váy mà ở đây nó đầu óc đơm đặt. Hai má đầu óc đơm đặt mới suy nghĩ ra những cái chuyện đó. Cái này là coi phim quá nhiều. Coi phim gì má ơi, có sao tôi nói vậy má ơi. Cái đặng cái ta đẹp quá luôn. Nói gì không chuẩn chứ vậy.
Làm gì vậy? Là nói gì con tôi vậy? Con tôi nó ngoan hiền vậy mà nói gì là đi với trai rồi này kia vậy? Tao nói gì đâu có nhiều chuyện, tao tính không nhiều chuyện rồi, tao không nói gì. Ăn không có việc làm hả? Có ngày đi cái chuyện này cái kia để nói. Ai nói gì đâu trời, nãy có nói gì đâu. Ai nói gì? Ừ. Tôi nào tôi nghe hết á. Không có nói chút đi chơi với trai đâu nghe được. Nói chưa? Cái này là hai mẹ này nè. Ai là làm gì mà nói xấu con như vậy? Ai nói xấu con không? Mơ ước có đứa con giống như mình á. Tại vì con mình vừa đẹp vừa ngoan mà, chứ không phải là con mình ấy đâu. Mà tối ngày vậy đó. Tối con giống như vậy à, học đi làm được có làm gì này qua nói gì nè. Thì nói gì nói vậy thôi, chứ mà hai chồng tin thì thôi má ơi. Bây giờ là gặp tôi hiền nha, gặp người ta là ta giả chạc cho cái mỏ hai bà rồi đó. Tính đâu có nhiều chuyện quá ôi, nói thôi không nghe thôi, gì má. Tại vì tao nói ai gọi là hàng xóm mà chơi hết mình. Qua nó có xấu con tôi ghét à. Mai nó xấu sao nó gặp. Về đó con mình đi kìa. Trời ơi, nhầm khi về nó tụ tập ăn chơi ngoài kìa không biết. Anh biết con mày cũng ba con mày đó. Đó, qua lại với mấy người này đi. Nó con trai nó muốn chơi gì nó chơi. Rồi nè nè, nó nghe nè. Kêu mấy kiến qua xây lại cái tường đã cho tao. Nói đập luôn cái tường luôn hả? Nè nè nè. Má này mẹ làm đất tường chứ ai làm đất. Má ơi. Ai hồi nãy chị không có làm gì luôn. Qua nó xấu con người ta, khóa nhà ta luôn. Giết cả hai bà này sao? Nói gì thôi, chứ nó là đi xíu ẹt đó. Trời ông vô. Mày về đi, mày nói nhiều quá. Không vô muốn trái đồ má ăn đi. Mốt chị ra là nó biết mình nói chuyện mà. Luôn biết gì không nói sao mà. Mình nói chuyện của ông ta đó. Ê bên ta nghe rồi. Cái chút con mà chính đó thấy không? Cái gì? Ừ. Hồi nãy chị thấy là chút bạn con đó. Hồi nãy là chị nói thì thấy nó đi với ba thằng kia. Tống bốn. Cái gì mà thấy ghê vậy? Trời đất ơi, con nè, là hai thằng kia ngồi trước, nó ngồi ở giữa, là hai thằng kế bên hai ngồi thằng mà sau nữa. Ừ. Mà bà chưa hết đâu nghe. Biết sao không má? Mặc bộ đồ sexy. Cái bộ đồ màu cam. Màu cam. Màu cam mà xé tà nó xé từ đây tới dưới đây nè. Cái gì vậy? Trời ơi. Mà qua nói với bảo nó con gái bảo hoàng hiền lắm má. Chắc là đi chơi thôi chứ có gì đâu con. Chơi gì mà chơi. Chơi gì? Nói gì đó. Phải nghe thì bạn ba ra ngoài đường thì bạn quấy xé tà. À mà chơi. Chúng ở dưới quê giờ ta thích bính gì đó. Con này có thích bính ở đây thì bị nó đa còn con kia. Ôi nó nói thôi, tao có nhiều chuyện quá. Nói vậy thôi chứ đừng có học ra ai hết trơn. Thì nói gì đó nghe được sao nghe vậy. Ghê trời. Đó, bấy nói bà rồi không tin. Cái thằng Tám đó là hôm bữa. Ê, nó nghe nè, Đi 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 đi, đi qua bẩm đi. Đi qua nhà bà Chính coi, nhà bà Chính đi. Hai vụ gì chưa? Vụ gì? Con Chút á, con Chút nhỏ hôm bữa gặp mấy cầu nhớ không? Bỏ nhà theo trai rồi má. Thánh thật thiệt hả? Ừ, bỏ nhà theo trai rồi. Thánh thằng rồi bà khóc bù lông rồi lo bên nhà bà kìa. Sao bà nói là con gái bà ngoan hiền. Ai biết bà. Nhưng mà con thấy nó đi theo trai không có nghe. Thánh thằng đi chưa? Đụng ơi. Gom đồ bỏ nhà theo trai rồi má. Bà khóc bà xỉu bà anh kìa. Nhưng bà thấy con bà đàng hoàng lắm. Thì đó, chị Châu nói thông báo cho mày bi tiếng gì đó. Thì thằng mày có qua thì qua. Ê đi. Không thì đi à đi. Đi 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 đi. Không đi không. Sao vậy? Không đi đâu. Sao hả? Không đi. Thôi mấy mày đi đi. Để coi tình hình đó là sao. Thôi bấm đi quá. Thôi nhưng mà không đi nha. Trời ơi. Ui da. Có sao không vậy trời. Banh mẹ cái bàn tả luôn rồi. Má này từ từ thôi. Không đi mà thấy mấy mày chỉ tao đâu. Nhanh. Thôi nín đi. Rồi từ từ nó cũng về chứ gì. Thả nó đi luôn sao. Nó đi đâu về nè. Nó không có gọi cho mẹ đâu. Nó đi đâu được mà lo. Quá má rồi gọi về. Vòng đi chứ đâu. Vòng vòng gì nó còn đổ trên đi rồi. Bà cứ vậy không. Chút nữa bỏ nó nhà nó đi rồi bà khóc như đưa đám vậy kìa. Cuộn đổ đi hết trơn rồi. Khuyên từ nãy giờ ơi. Con hỏi bên nội bên ngoài. Tôi nói bà rồi. Mình là mẹ. Mình phải theo dõi từng bước chân của con cái mình chứ. Nói tới bà rồi cái bà nói là không sao đâu. Con gái tao nhà nó ngoan hiền lắm. Cái bà ngoan thiệt mà. Trời ơi. Bây giờ bà phải hiểu đó, bà con nói con gái. Bà phải theo dõi tâm tư sinh lý của nó. Cái gì sinh lý mẹ? Tâm tư được rồi. Tao theo dõi là tao để khỏi sinh lý của mày. Tâm lý của nó. Bà không có theo dõi gì chứ mà bà cứ thấy gì không rồi bà cứ bỏ không. Tại vì em ta nói vô không chịu. Ừ. Bởi vì thiệt nó không bao giờ nghe. Bây giờ con gái bây giờ nó đang tuổi ăn tuổi lớn, cái tuổi này là tuổi vào đời. Bà phải theo dõi từng bước chân của nó, bà phải tâm sự thỏ thẻ thụ thị nó phiên. Cái nào là hay lẽ phải. Ai mà biết được tuổi này tuổi gặm gực của nó mà không biết gặm gực má. Vị thành niên. Ai mà biết nó gặm gực sớm gì đâu, đó tao để mà. Nói tới cái là bà nói bà chửi tụi tôi. Tôi không có nhiều chuyện má ơi. Tôi có sao nó vậy à mà có tụi tôi mới có chuyện. Sao nó gặm nhắc tao đi.
không bỏ nói là trời muốn nhắc tới sao tôi nói rồi để con Trúc lại đi xong rồi gả cho bên tôi đi làm xui với tôi đi không chịu cái gì vậy bà nghĩ sao vậy là trời tôi còn đi học mà tôi gả ai đâu nó còn ngoan hiền đi học nữa nó ngoan hiền đó vậy đó con bà quen cái cốt chuyện bây giờ là cốt lõi là bây giờ là bà phải phiên nhủ nó bà phải nói rồi chuyện với nó ngồi tâm sự với nó đây coi nó cần cái gì còn mình dạy bảo ơi từ không đâu má má ê mỗi lần nó về các bà chửi thấy bà chửi vô không đây về là chửi về là chửi về là chửi các bà cho buồn mất có các bạn bên ngoài bây giờ nó theo con hơn xin chúng ta nhà con liễu á nó thôi đi bây giờ mà bây giờ kiếm nó về kiếm nó về rồi mình nói nhỏ nhẹ mày nó mà về phải không là bà càng làm tới thì nó càng đi đúng không? Bà mới nhỏ nhẹ từ từ thỏ thẻ đó. Còn nếu mà nó không nghe là quất chết bà lên tôi. Ê. Anh quất xuống khỏi nhà đi luôn à. Chứ nó không nghe vậy làm gì vậy? Để nó về tao kêu nó rồi coi được tao gả cho qua nhà mày. Không có về đâu. Sao vậy? Sao vậy? Đi với cháu mà không về. Đi với cháu tôi mà. Chữ gì sao? Về đi với cháu bà. Hôm bữa về tao mới nhớ là cái thằng đó là con chú mày. Là dòng họ bên chị mà. Wow, cái gì nắm đầu mẹ sáu đi. Vậy kiếm bà đi, đó. Bây giờ kiếm gì mà? Hôm bữa tôi nói bà gà là không nghe, giờ kiếm giống gì nữa. Biết nhà nó đâu không? Hả? Biết đâu không? Hôm cháu trời ơi, nhà cháu tôi không biết nhưng mà cái giờ hai đứa nó đi rồi. Hôm bữa tôi còn bắt xe cho hai đứa đi mà. Ôi trời ơi. Á đường, giữ gì sao? Biết chứ. Rồi sao nó dắt đi mà không kêu bà chính ra tự nhiên bà bắt xe. Mắc gì kêu, hôm bữa nó chửi tao mà mắc gì kêu. Vậy là bà xuống. Bà xuống nó đi đúng không? Ê, tôi biết gì đâu nghe má. Vậy là cuối cùng là bà bị chửi xong rồi về bà xuống con đi đúng không? Không có. Đúng rồi, bà chửi bà. Không có đủ nữa đâu. Đúng rồi. Ai kêu bà khó khăn với người ta, tôi nói bà khó quá bà thôi ơi. Rồi bà khỏi kiếm nó đâu, hai đứa nó đi xa rồi. Ha. Bà khóc vậy trơn. Thôi, bây giờ chỉ đường đi, chỉ gặp chỉ giống vậy thôi chị về à.